Chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Nokia 5 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan pin của Nokia 5 không lên, khởi động lúc lên lúc không, chập chờn, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn hoặc liên hệ 024-66-75099. Cũng giống như tất cả các mẫu pin khác của điện thoại Nokia thì pin của Nokia 5 luôn có sẵn tại các địa chỉ của di động cao cấp.vn, phụ quá trình sửa chữa thay mới cho quý vị các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới pin của Nokia 5, quý khách hàng vui lòng liên hệ 024-66-75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Chúng tôi luôn có sẵn tất cả loại pin của điện thoại Nokia nói chung và pin của Nokia 5 nói riêng phục vụ khách hàng. Một lần nữa, didongcaocap.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang thực hiện tại didongcaocap.vn. Mọi thắc mắc thêm xin vui lòng liên hệ 024-66-75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.